Thủ tướng Việt Nam hôm 4 tháng 6 nói với báo chí trong nước rằng chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và công chúng về điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ trong dự luật về đặc khu kinh tế. Gần 2 tuần qua kể từ khi Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận hôm 23 tháng 5 về dự luật, nhiều chuyên gia và hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội đã bày tỏ ý kiến từ hoài nghi cho đến phản đối dự luật. Có tên đầy đủ là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Dự luật đang được Quốc hội xem xét trước khi bỏ phiếu theo lịch, dự kiến là vào ngày 12 tháng 6. Một khi được bật đèn xanh, chính phủ Việt Nam sẽ lập 3 đặc khu tại các tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Nhưng không lâu sau khi dự luật được đem ra bàn thảo, một số đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà hoạt động và dư luận nói họ lo lắng về thời hạn cho thuê đất quá dài. Một mặt họ so sánh điều đó với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 6 xác nhận điều khoản về cho thuê đất đặc khu đến 99 năm đã gây ra làn sóng khủng khiếp theo tường thuật của báo Người Lao Động. Tin cho hay, ông Phúc nói rằng ông đã nhận được nhiều ý kiến tâm tư, nhiều tin nhắn, cuộc gọi và thư từ về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Phúc lưu ý rằng điều khoản này là dành cho trường hợp đặc biệt hoặc cá biệt mà nếu cần thiết, Quốc hội có thể không chấp nhận phê duyệt cho thuê đất. Theo trích dẫn trên báo chí, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh thêm rằng Quốc hội sẽ xem xét quyết định vấn đề đó công khai, minh bạch và thận trọng. Hàng loạt chuyên gia tên tuổi như các tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia Phạm Chi Lan, luật sư Trương Thanh Đức và nhiều đại biểu Quốc hội trong gần 2 tuần qua liên tục nêu quan điểm rằng mô hình đặc khu đã lỗi thời, khả năng thành công sẽ rất thấp. Họ cho rằng để Việt Nam phát triển thay vì lập đặc khu, giới hoạch định chính sách cần tháo bỏ mọi rào cản bất hợp lý. Trong 88 điều của dự thảo này, hoàn toàn không thể hiện những cơ chế, chính sách đặc biệt dành cho doanh nghiệp Trung Quốc, nhà đầu tư Trung Quốc hay quốc gia Trung Quốc nói chung. Đối tượng thuê đất được nhắc đến trong toàn bộ nội dung là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thế nhưng, nhìn lại sự phản đối của người Việt trong và cả ngoài nước đối với dự thảo này gần một tuần qua cho thấy, người Việt đang dùng sức ngăn cản cơn ác mộng 99 năm dân tộc Việt sẽ phải gánh chịu dưới những thể chế, quy định của nhà đầu tư nước ngoài đến từ đất nước có tên Trung Quốc. Trên mạng xã hội đang lan truyền những khẩu hiệu như cho tàu cộng thuê đất 99 năm là bán nước hay Cộng sản Việt Nam ra sức bán nước cho tàu khi cho Trung Quốc thuê đất Việt 99 năm. Còn đối với những nhân sĩ tri thức, các chuyên gia kinh tế, chính trị, xã hội, họ đưa ra những bài phân tích, bình luận về một mối nguy có tên Trung Quốc từ cổ chí kim. Sau khi khẳng định với chúng tôi việc cho thuê đất 99 năm hay đặc khu kinh tế hoàn toàn không mang lại lợi ích cho dân tộc, đất nước Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đình Cống phân tích về làn sóng phản đối Trung Quốc. Thế thì cái phản ứng nhiều nhất của dân Việt Nam là ở mấy điểm này này. Là người ta cho rằng ba cái đặc khu, một là Vân Đồn, là Bắc Vân Phong, ba là Phú Quốc, là những cái vị trí có tính cái chất chiến lược. Những cái chỗ ấy mà nếu như để cho nước ngoài, mà nói nước ngoài là nói chung chung, chứ người ta rất lo là cái khả năng mà rất lớn là rồi nước ngoài là chính là tàu đó. Tàu nó vào, nó đưa người nó vào, nó chiếm rồi nó buôn bán. Trong bài viết của giáo sư tương lai gửi cho chúng tôi, ông viện dẫn câu nói của tướng Trần Hưng Đạo trong Hịch Tướng Sĩ theo bản dịch Việt Nam sử lược của dịch giả Trần Trọng Kim. Khác nào đem thịt nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau. Và nói rằng, thành kính nhắc lại khuyến dụ của Đức Thánh Trần vào thời điểm này. Lúc thế nước nghiêng ngả bởi hành động hung hãn của Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông, dẫn tới mưu toan, uy hiếp chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ của nước ta bằng trăm muôn nghìn kế thâm độc. Điều đó cho thấy ông đã khẳng định một quan điểm rằng cho thuê đất đặc khu 99 năm chính là tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm dần lãnh thổ. Phân tích thêm về vị trí chiến lược của ba khu vực trong dự thảo luật đặc khu, giáo sư tương lai nhắc đến lịch sử ngàn năm đô hộ giặc Tàu trên đất Việt. Vân Đồn Án Ngữ cửa ngõ phía đông bắc nhìn ra vịnh Bắc Bộ, chỉ cách hải nam của Trung Quốc 200 hải lý, một vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía đông bắc mà xưa kia ông cha ta đã từng ngăn chặn quân xâm lược phương Bắc theo đường biển kéo vào nước ta. Ngô Quyền chống quân Nam Hán, Lý Thường Kiệt chống quân Tống, Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên. Đó là câu chuyện từ lịch sử ngàn năm trước. Với hiện tại, cũng theo phân tích của giáo sư tương lai, Vân Phong gần với quân cảng Cam Ranh,
cảng quân sự có giá trị nhất trên Biển Đông, có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ miền Trung nhìn ra Biển Đông và được xem là một pháo đài khó công, dễ thủ. Vịnh Vân Phong là vùng biển Việt Nam gần nhất với các tuyến đường biển quốc tế, nằm ngay trên ngã ba đường hàng hải quốc tế. Từ Vân Phong vượt Thái Bình Dương là quãng đường ngắn nhất so với Hồng Kông và Singapore, có tiềm năng trở thành cảng biển lớn đầu tiên trên tuyến đường từ châu Âu qua châu Á. Thêm một thực tế, Trung Quốc chưa bao giờ ngừng động thái thể hiện chủ quyền ở Biển Đông. Sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở các đảo đang tranh chấp là một chủ đề chưa bao giờ vắng mặt trên các nghị trường quốc tế. Khu vực thứ hai của Việt Nam, Phú Quốc, đảo lớn nhất nằm trên vịnh Thái Lan, cửa ngõ phía cực nam nhìn ra Ấn Độ Dương, trong tầm nhìn chiến lược Indo-Pacific, cách vùng Sihanouk và Bohol của Campuchia mấy chục cây số. Sihanoukville đã trở thành đặc khu kinh tế công nghiệp của Trung Quốc từ năm 2010, trở thành một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc. Sự thành công này đặt viên gạch mở đường cho việc xây dựng đặc khu thứ hai của Trung Quốc tại Campuchia vào tháng 10 năm 2016 về nông nghiệp. Từ đây có thể dễ dàng nhận thấy, nếu Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 99 năm ở Phú Quốc, thì Phú Quốc, Sihanoukville và Trung Quốc là một tam giác chiến lược kinh tế mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bên thuê đất. Đối với Việt Nam, sự có mặt của Trung Quốc trong Việt Nam là một vấn đề đã xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ che giấu tham vọng đối với Việt Nam trong rất nhiều năm qua, từ cuộc chiến tranh biên giới 1979, cuộc chiếm đảo Gạc Ma và các đảo khác. Bà trả lời trước công luận về nỗi lo sợ thêm ngàn năm thôn tính của người Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều cho rằng đưa ra luật đặc khu này, nhất là với điều kiện 995, thì có thể biến ba đặc khu của Việt Nam thành vùng lãnh thổ trên thực tế của nước láng giềng Trung Quốc, một đất nước mà có rất nhiều tham vọng về lãnh thổ cũng như có cái nhu cầu về di dân của họ đi các nơi để đỡ gánh nặng dân số trên mảnh đất của họ. Thêm vào đó là nền kinh tế Việt Nam hiện đang phụ thuộc rất lớn và ngày càng lớn thêm nữa vào Trung Quốc về nguồn cung cũng như xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam. Hầu hết mọi người đều cho rằng đưa ra luật đặc khu này, nhất là với điều kiện 995, thì có thể biến ba đặc khu của Việt Nam thành vùng lãnh thổ trên thực tế của nước láng giềng Trung Quốc, một đất nước mà có rất nhiều tham vọng về lãnh thổ cũng như có cái nhu cầu về di dân của họ đi các nơi để đỡ gánh nặng dân số trên mảnh đất của họ. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho biết lý do vì sao ông và người dân Việt Nam lo ngại sự có mặt của Trung Quốc nếu thông qua luật đặc khu 99 năm. Thì người ta theo dõi thì người ta thấy hiện nay là tàu là nó đã chiếm rất nhiều chỗ thôi. Đèo ngang nha, ở cái chỗ Hà Tĩnh nha, Sóc Trăng nha, cái chỗ là một cái ít thâu từ cái Hải Nam nó nhìn vào một tí thôi. Xong rồi đến là Đà Nẵng nha, là cái nơi mà cũng rất là quan trọng nha. Rồi bô xít ở Tây Nguyên nha, là tàu nó chiếm rất ghê rồi. Bây giờ lại là thêm mở thêm ba cái chỗ ấy cho nó tàu nó vào nữa. Đó. Thì người ta thấy rằng là cái nguy hiểm là bị cái tàu là nó o ép nó nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận đang truyền nhau những câu hát trong ca khúc Gia tài của mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 1000 năm đô hộ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Có lẽ đối với người dân Việt, cơn ác mộng đô hộ mang tên Trung Quốc vẫn còn đó, chưa thể nguôi.